Mối tình đầu tiên là vào lúc khoảng năm ba đại học, em phát hiện ra là bạn ấy có bắt cá hai tay, cho nên là em quyết định là nói rõ ràng xong rồi chia tay. Nếu mà con chiến thắng bạn ấy thì con sẽ thất bại trong tình yêu. Hay lắm. Thật ra vẻ đàn ông cũng sáng sủa trẻ trung. Bộ đàn ông giờ nhìn ra vẻ đàn bà lắm nha. Nâng ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời em trai giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào các vị khán giả trong trường quay và chào đàn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Hoàng Xuân Quang, sinh năm là 1992, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Nghề nghiệp là kỹ thuật viên điện mặt trời. Ở Ninh Thuận với ai? Dạ, con ở với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa Quang? À, có mình con thôi. Lấy vợ về làm dâu đúng không? Dạ, nếu mà được vậy là tốt ạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Gì vậy? Hình ảnh một cô gái mà ôm cây đàn guitar mà rải những cái phím đàn thì tôi nói nó đã gì đâu là đã. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả và em xin chào hai MC. Em tên là Hà Hoàng Hiếu, năm nay 31 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Em đang sống ở Thủ Đức ạ. Xuân Quang với Hoàng Hiếu cầm cái đàn guitar ngồi biển Ninh Thuận ha, gió nhẹ nhẹ ha. Biển sóng nhẹ nhàng, êm ái với tiếng đàn cất lên trời, nó lãng mạn. Hy vọng rằng hai đứa sẽ có hình ảnh vậy nha. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn Hoàng Hiếu rất là nhiều. Bây giờ Xuân Quang nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho Hiếu bên kia nghe đi. Ưu điểm của con là trung thực, làm việc có tinh thần trách nhiệm. Con còn tham gia hiến máu tình nguyện, hay làm từ thiện nữa. Vậy là tốt ha. Điểm yếu của mình là gì Quang? Cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát trong lĩnh vực nói chuyện với mấy bạn nữ ấy chú. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Ưu điểm của em là hướng nội, chân thành, thẳng thắn và thích giúp đỡ người khác, có ý chí cầu tiến, luôn cố gắng nỗ lực để mà hoàn thiện bản thân mình. Điểm yếu của em là em cũng rụt rè, nhút nhát và cũng ngại giao tiếp với đám đông. Mỗi lần muốn giao tiếp với người khác mà em ngại, em không nói được là em đàn thôi đúng không? Đường tình duyên mình sao này Xuân Quang? Dạ, con thì ít mối tình lắm ạ chú. Trước là quen có hai người thôi. Quen lâu không? Dạ, quen hồi học cấp 3 một người này. Ủa đó là Quang học đại học ở đâu? Dạ, con là học ở Thủ Đức ạ. Ủa sao học ở đây, không ở đây làm, về Ninh Thuận làm? Thực ra là con muốn làm ở trong Sài Gòn, nhưng mà ba mẹ thì kêu là giờ có mình con à, về muốn con làm gần gần nhà cho ba mẹ vui, chứ ở Sài Gòn thì ba mẹ cũng nhớ. Ngành nghề thì của con là về Ninh Thuận thì nó sẽ nhiều việc hơn. Đúng rồi, nhiều việc hơn. Sau Sài Gòn thì nó khá hiếm về cái ngành đấy. Ý là Ninh Thuận là nắng nhiều hơn, nên năng lượng tốt hơn đúng không? Dạ. Mối tình thứ hai là sao con? Quen cách đây khoảng một năm thôi, cũng yêu nhau cũng sâu đậm khoảng nửa năm rồi. Con cũng không biết là lý do vì sao. Không được, bây giờ hai mối tình chú chưa thấy con tìm ra được cái nguyên nhân, thì đến mối tình thứ ba mình không biết sao mình rút kinh nghiệm luôn á. Có thể là do con nhút nhát quá, yêu bạn ấy lâu rồi mà không dám thổ lộ. Đó cũng là một cái nguyên nhân. Khi trong tình yêu mình không có nói được cái lời yêu thương, hay là mình không có hành động cái gì, mình nhút nhát quá thì đối phương cũng rất là lo. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về từng tình duyên của mình. Trước giờ em có trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là vào lúc khoảng năm ba đại học, em phát hiện ra là bạn ấy có bắt cá hai tay, cho nên là em quyết định là nói rõ ràng xong rồi chia tay. Ba năm sau thì em cô em đến mối tình thứ hai, kiểu như người bạn này của em thì cũng đồng tuổi nhau, cãi nhau rồi im lặng luôn rồi tự kết thúc luôn. Trời đất ơi. Quang có hay cãi nhau bạn gái không? Dạ không chú, nhường như bạn gái. Nếu như bạn bên kia cãi với con thì con sao? Quyết liệt để chiến thắng bằng nữ trong cái việc cãi nhau không? Dạ nếu mà con chiến thắng bạn ấy thì con sẽ thất bại trong tình yêu. Hay lắm. Rồi chào, hay quá, đàn hay quá. Mình học đàn lâu chưa?
Dạ em học đàn lúc nhỏ, lớn lên thì em không có học nữa, em chỉ lâu lâu đánh cho vui thôi. Một cô gái xinh xắn, đàn hay, được. Mẫu hình lý tưởng sao nè? Tiêu chí của em là người đó phải là người chín chắn, trưởng thành, biết quan tâm đến gia đình và cũng phải là người cầu tiến. Ngoại hình thì cao một chút, thật ra vẻ đàn ông cũng sáng sủa trẻ trung. Bộ đàn ông giờ nhìn ra vẻ đàn bà lắm nha. Đàn ông nhìn ra vẻ đàn ông, nhìn nó đậm đà đó, manly chứ không phải là baby. Đẹp trai phong trần đó. Nghe bạn gái bên kia chia sẻ về cái hình mẫu của một người đàn ông cũng như là tính tình mà bạn ấy mong muốn thì em thấy là em có đáp ứng được hay không? Được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng khoảng 95%. Rất là tự tin đó. Thôi. Thế còn em thì sao? Hình mẫu bạn gái em là gì? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là bạn nữ là hiền lành, dễ thương, yêu thương bạn trai cũng như là gia đình của bạn trai. Mình có yêu thương người ta mới yêu thương mình. Dạ đúng rồi chú. Có công việc ổn định. Nếu mà biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Giờ không biết nấu ăn chỉ biết đàn thôi. Dạ. Được không? Nếu mà không biết thì em chỉ cho bạn ấy nấu. Đó. Ok. Bây giờ mình hỏi hai bên gia đình đi. Chàng trai đi với ai? Dạ đáng lẽ là em đi với mẹ nhưng mà bữa nay là mẹ em bị đau chân ấy. Không đi được. Rồi có anh Quyền Linh hỗ trợ cho. Bên mình đi với ai? Thì em đi với hai dì. Có hai dì. Dạ mẹ chào hai dì. Dạ xin chào anh Linh và Ngọc Lan. Dạ. Thì hồi nãy giờ thì nghe hai cháu chia sẻ thì thấy rất là hai cháu rất là hòa hợp với nhau. Nhà trai thì con yên tâm là những cái yêu cầu mà con đặt ra bên nhà gái đáp ứng đầy đủ. Và coi như hả, dì cũng mong muốn là hai đứa tạo điều kiện cho nhau để đến với nhau và tìm hiểu sâu hơn. Dì xin cảm ơn. Cảm ơn dì. Dì thấy nhà trai thì sao nè? Cái ở nhà trai là nhìn con hả, phong độ con có. Và coi như hả, cái khi con chia sẻ thì dì thấy con có tính cầu tiến. Dạ. Và coi như cái sự điềm tĩnh và hở chín chắn của con thì nó sẽ tạo một cái nền tảng cho cái gia đình sau này sẽ êm ấm. Và những cái con chia sẻ đó thì gia đình nhà gái rất là an tâm để mà hở mong muốn là coi như hai đứa về với nhau. Hay quá. Cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi mình mở rào cho đúng hai rồi. Để gặp mặt đi ha. Mở rào. Chào em. Dạ em chào anh. Anh có món quà quên. Dạ tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Nó là cái ly gỗ và cái muỗng gỗ. Trên ly thì em có đặt khắc chữ nice to meet you, giống như lời chào. Rất vui được gặp anh. Anh cảm ơn em. Rồi em chia sẻ trước về em. Thật ra thì tính của cách của em thì có phần hơi thụ động trong tình yêu á. Em thường hay mong muốn thì bên nhà trai sẽ là người chủ động dẫn dắt một mối quan hệ. Bây giờ là anh cũng gọi là chứng trạc. Anh muốn là một tình yêu nghiêm túc. Anh quen rồi anh sẽ đi tới xa hơn. Một tháng thì anh vô thăm em được 1-2 lần thì em có đồng ý không? Anh sống và làm việc ở Ninh Thuận luôn. Đúng rồi em. Là anh không có ý định vào thành phố Hồ Chí Minh ở... Tại vì trước là anh ở Sài Gòn 3 năm, anh cũng muốn về quê cho nó gần. Với lại bố mẹ thì cũng kêu là giờ có một mình thôi, về với bố mẹ cho gần rồi lấy vợ rồi xây nhà, yên bề gia thất rồi mình kinh doanh thêm. Chứ anh không muốn đi làm thuê cho người ta biết. Yeah. Thật ra em nghĩ thì cái khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa đường đi mà là cái khoảng cách giữa trong lòng của hai người. Nếu như mà em với anh mà có thể nói chuyện, có chia sẻ sự quan tâm lẫn nhau thì em nghĩ thì một tháng một hai lần thì có thể. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như nào nhỉ? Em có thể nhắc lại thôi. Dạ, thật ra thì em thấy như anh thì cũng không khác gì mấy cho những gì em tưởng tượng. Nhưng mà em mong là người đó của em có thể là mạnh mẽ hơn một chút và cứng rắn hơn một chút, cũng như là quyết đoán hơn một chút. Cảm ơn, anh sẽ ghi nhận điều đó và anh sẽ cố gắng. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Hai bạn trao đổi với nhau luôn đi.
anh mong muốn là sau này khi mà kết hôn ấy, thì em về ở chung với anh. Thì nếu mà em không thích ở chung với bố mẹ thì hai đứa ra ở riêng, nhưng mà không phải là ở tách biệt, tức là vẫn ở trong một cái khu đất đấy mà xây cái nhà khác. Em cảm thấy sao? Con cái mình thì cũng phải lúc nào cũng phải hướng đến ba mẹ mình, cũng phải quan tâm đến ba mẹ, thì đó là điều em không có thắc mắc. Nhưng mà bởi vì em ở đây thì công việc của em thì hiện tại là cũng đi làm nhân viên thôi, với lại em cũng không có tài kinh doanh hay là gì hết, cho nên nếu em về Ninh Thuận thì em cũng không biết là em sẽ làm gì để mà tự độc lập, tự nuôi sao bản thân mình đó. Cái đó thì anh có hướng đi rồi. Anh tính là sau này lên Phan Giang mình sẽ mở shop quần áo này, hoặc là kinh doanh về ăn uống gì đó. Ở chỗ anh là giờ nó đang phát triển về cái du lịch ấy em. Cái hướng của anh là lâu dài là như vậy. Đó. Rủi như nếu như mà kinh doanh không được thì sao anh? Thì người ta nói là phải thử mới biết được em. Sẽ có thất bại rồi mình làm lại. Đó. Người thành công là họ có lối đi riêng mà em. Bạn trai nó hay đó. Rồi bây giờ tiến gần nhau hơn để chúng ta có thể giao lưu về mặt cảm xúc với nhau, nắm tay nhau. Tay anh hơi lạnh. Rồi mình nắm như vậy nè. Đó. Nếu mà về chung sống ấy thì lúc mà em nóng giận thì anh sẽ ít nói lại. Và cũng ngược lại, anh có điều gì mà lỡ nóng giận ấy thì em cũng bỏ qua cho anh. Tại vì cuộc sống đâu phải ai là người hoàn hảo đâu. Đôi khi mình gặp áp lực trong cuộc sống ấy thì anh mong muốn là mình sẽ cảm thông cho nhau và bỏ qua cho nhau những lúc cơm không lành canh không ngọt đấy. Trong chuyện tình cảm thì quan trọng nhất là phải có sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng bởi vì bản thân tính cách của em thì có phần nóng nảy và cũng hơi bướng nữa, cho nên là em nghĩ là cái số lần mà anh phải nhìn em giữa em chắc là sẽ nhiều hơn. Cho nên là hy vọng là cả anh và em những lúc đó mình cứ cùng ngồi lại và sẽ cùng tìm ra cái nguyên nhân của vấn đề ở đâu, chứ không thể là im lặng rồi để nó trôi xong vậy. Anh cảm ơn em. Tận đáy lòng của anh là anh muốn em dành cho anh một cơ hội để tìm hiểu em và có thể đi tới lâu dài. Đó là mong muốn của anh. Tại vì anh cảm thấy em rất là phù hợp với anh. Em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Hay lắm. Hay lắm Quang. Về ghế đi. Sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan, các bạn sẽ đưa ra quyết định của bản thân mình nhé. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Bạn bấm cùng lúc. Rất đẹp. Chính thức. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ, đúng đối tượng rồi đó. Con cảm thấy bạn ấy đang run. Bạn ấy run vì con cũng làm hơi quá mạnh dạn một xíu. Không thể thiếu một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt này đó Quang. Em cho phép anh được hôn em vào má được không nhỉ? Dạ được. Dạ con xin phép hai dì ạ. Rất đẹp đôi luôn đó hai dì. Ôi, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em chào chị và em chào anh Quyền Linh. Em chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Diễm My, năm nay em 23 tuổi chị. Hiện tại đang là nhân viên công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, chào Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em là kỹ sư cơ khí. Mình nói cụ thể việc của mình cho Diễm My được biết. Thì hiện tại là em đang làm công ty máy kính Việt, hiện tại là đang trưởng một phòng của tổ kiểm hàng, kiểm kính trước khi là giao xuống Hồng Sơn. Những người này rất là khó tính đúng không? Dạ đúng rồi, em đặc biệt khó tính. Khó tính. Dạ. Khó tính khi kiểm tra rồi khó tính trong cái chuyện tìm bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng hơi khó tính. Diễm My, hồi nãy em nói về cái công việc em ở trong công ty vận tải đó, em hay nói rõ hơn, cụ thể hơn về công việc của mình một chút xíu không? Trong công ty thì em làm kế toán. Làm kế toán hay thanh toán, mà khi mà khách hàng về á thì em sẽ chịu trách nhiệm đòi nợ. Đòi nợ? Dạ. Thường thường đòi là được hay là không, có khi nào không được không? Đòi thì đa số là được, còn vẫn còn một số người ta lại không chịu trả. Vậy hả? Lúc đó thì mình lại dùng cách khác chị. Cách khác là cách gì? Năn nỉ chị ơi. Là năn nỉ cũng giỏi lắm đúng không?
Thế bây giờ sở trường của em là gì? Em thích may trang phục. Dạ thích cắm hoa. Rất là nữ tính. Vậy bạn đưa ra cái chuẩn một người bạn trai mà mình mong muốn là như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em là phải cao chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m58. Không muốn con trai cao bao nhiêu? Dạ 1m68. Thiếu 3 phần. 65. Được không? 65 được không? Vậy. Thôi mình du di chút đỉnh đi ha. Dạ. Rồi ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không? Dạ em thích là bạn nam là biết chơi thể thao. Chơi thể thao thì có. Chơi môn gì? Môn thể hình đầu tiên, là thứ hai là môn bơi lội. Rồi còn gì nữa không bạn nữ? Dạ em thích cái bạn nam đó thì nói chuyện vui vẻ một chút, biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Đây thấy cũng có chiều sâu lắm đấy. Rồi bạn yêu cầu gì? Dạ thì em quan niệm một người phụ nữ của em là phải là nhất là lễ phép, thứ hai là dễ thương, dễ nhìn và dễ gần gũi. Nói chung là biết cách chia sẻ những công việc khó khăn, đừng lúc nào cũng giấu kín, đừng có xăm hình. Tại vì bạn em cũng xăm, thấy xăm đó, em thấy nhìn em ghê quá, em sợ luôn. Chết rồi, bên nay đi xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Ở bên đây bạn thấy, tôi thấy bạn cầm theo cây sáo là sao? Tức là trương chi đó hả? Dạ thì em thì thổi tiêu thổi sáo cũng không ai lắm. Nhưng mà lâu lâu buồn cũng lấy ra ngồi thổi nhâm nhi. Buổi sáng trước khi làm cũng nhâm nhi một vài sáng. Sáng mà thổi sáo. Tao làm thử một khúc coi có khè được bên này không? Dạ rồi sau đây em thổi bài Romeo Juliet ạ. Đoạn cuối hơi rung, nó quên mất nhiệm. Nó đặc trở như mối tình vui như thế thì thôi. Cảm ơn cô Diễm My khi nghe tiếng sáo của bạn trai bên kia là như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh thổi sáo nghe cũng khá hay. Chị cũng thấy được lắm. Dạ em thấy là có trục trặc ở cuối thì phải coi lại nha. Thế là khắc phục sao được. Khắc phục sao được. Bạn nữ ơi, mấy cái người thổi sáo người ta hay buồn lắm. Buồn bất chợt lắm. Người ta gọi là tự kỷ đó hả? Không, mấy người thổi sáo đỡ, mấy người thổi kèn nguy hiểm em. Ở kèn phút cuối rồi đó, kèn lá rồi đó, nguy hiểm lắm. Bây giờ em không thích cái gì hả người đàn ông? Dạ em không thích một người nói quá nhiều. Bây giờ mỗi lần hai bạn mà nóng lên gây lộn là bây giờ bạn gây gì bạn gây bên kia cầm cái sáo ra thổi bạn chịu không? Em sợ tới mà anh thổi không nổi nữa thôi chứ. Tại bên đây nhiều chiêu lắm chơi, có cái ảo thuật luôn. Ảo thuật mà, chào chị ạ. Lanh quá. Bây giờ là thích cái gì hả người con gái? Là biết ngoan. Có thích cái ngoại hình sao không? Cao ốm. Dạ có, thân hình vừa phải vừa phải. Cái mẫu người giống Tăng Thanh Hà rồi. Lại ông. Bên này đẹp lắm, bây giờ lỡ có cái hình xăm nhỏ nhỏ thôi di du được không? Du di chứ mà lộn. Dạ được. Con dạ, này chắc được lắm, ráng nghe không? Dạ. Được. Em tin tưởng chị. Tin tưởng gì Cát Tường hả? Chưa chắc đâu. Muốn chồng chưa? Dạ từ từ ạ. Ví dụ bên đây muốn tính liền sao? Cái đó thì thương lượng sau á. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để thương lượng ha. Kéo màn lên, hai người gặp mặt với nhau. Che cái hình xăm nha. Hình xăm bự lắm. Xăm chiếc lá ngay cái lỗ mũi. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Em có bông. Sorry, quên mất. Chơi nữa. Dạ rồi em cảm ơn. Cô gái mà còn nhắc nữa. Em có thích vào cuối tuần hay đi chơi? Dạ em cũng rất là thích đi chơi. Em thích đi dã ngoại không? Em thích đi nơi nào đó có phong cảnh đẹp. Thì anh có một cái khuôn viên rất là hữu tình, chắc được. Dạ. Có thấy giống Tăng Thanh Hà không? Dạ cũng có nét giống á. Em nghĩ sao nếu anh hẹn họ đi chơi với em mà ảnh cứ từ nhìn em mà tưởng tượng đang đi chơi với Tăng Thanh Hà? Dạ không, thì Tăng Thanh Hà tối nhìn thôi chị. Nếu như mà anh tưởng tượng em là Tăng Thanh Hà thì em cứ nghĩ ảnh là Lưu Đức Hoa thôi. Dạ đúng rồi. Cái tính của em rất là bướng. Thì nếu như trong quá trình hẹn hò đó mẹ em nổi nên em bướng quá thì anh sẽ làm như thế nào? Tại nếu mà anh suy nghĩ cái này, tại tính anh cũng vậy, nhưng mà
anh xin kể trước rồi là khi em bướng anh nhịn, anh sẽ kìm xuống tặng em một bó hoa được rồi. Thí dụ giờ chỉ giận nè đó, làm gì làm đi. Thì em giận lắm rồi đó. Rồi giận, thí dụ. Em ơi em đừng giận nữa em ơi. Thôi lên nổi. Không, đó là cái chiêu thức của mình đó, mình để cho người ta cười thôi. Chứ mình ra mình hát cũng rất là được. Trời ơi. Được không em, thấy được không em, vui chưa? Dạ vui. Cái chiêu này cũng được ha. Còn một câu nói nữa, thật tình cảm vô trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Hôm nay đến chương trình thì gặp em là một điều hạnh phúc, đúng không anh? À, anh muốn hẹn hò với em được. Okay. Mình chấp nhận hẹn hò. Yeah. Nói không hiểu, giật cũng rung á. Tôi muốn giật mặt, giật gì đó. Gặp đối tượng rồi. Lúc trước em không có rung dữ, bây giờ sao rung dữ? Tim em đập thình thình. Em đâu có ăn thịt em đâu. Thế còn Jimmy, bạn cũng nói một câu nào đó với bạn nam của mình. Dạ, thì nói chung là trước ấn tượng đầu tiên của em về anh á là cũng thấy dễ thương. Nói chung là có rất là nhiều cái tính cách, nét tính cách giống em. Còn sau đó thì thôi mình đi công viên nói chuyện xong. Cái chỗ mà thơ mộng đó đó em thích lắm á. Bây giờ mình quyết định suy nghĩ có bấm nút hay không nè, mình biết mình có đi công viên hay không nè. 3 2 1. Hy vọng trong những cuộc hẹn hò đó chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và những cái điều tốt đẹp tương lai đang chờ các bạn. Rồi nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sun Vision Hàn Quốc. Vậy đó hả? Dạ. Ở quận mấy Quỳnh Như? Vậy luôn á. Dạ. Con làm ở quận mấy Quỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh. Dạ. Rồi, Quỳnh Như 21 tuổi, quê Bến Tre, làm ở Bình Thạnh. Mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Kinh tự do. Dạ. Quý 31 hả? Dạ. Bên kia 21 hả? Lớn nhau mấy tuổi như đâu. Một thập niên đó. Không có đâu, cũng sơ sơ vài tuổi thôi mà. Không vấn đề gì cả, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là mình có yêu thương nhau hay không á. Dạ đúng rồi, em có duyên nhau không? Em không quan trọng tuổi tác. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con tự lập sớm. Con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi quá dữ vậy. Nó 21 tuổi đó Linh. Trời ơi. Trời ơi giỏi. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều không? Hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nữa cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con có thích. Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn, đúng không? Dạ. Vững vàng, một người vững vàng, một người gọi là chín chắn á, thì chắc chắn bên kia là có rồi đó. Yên tâm, bên đây chắn che chắn luôn. Dạ. Cô mặc dù cô chưa qua bên đó nhưng mà cô chắc chắn là người đó là vững vàng và chín chắn rồi. Dạ. Tại vì anh ấy đã 31 tuổi rồi. Đúng. Ha. Dạ. Rồi, bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Dạ. Em thì có một cái một một số ưu điểm cũng đi kèm là một số cái nhược điểm.
ưu điểm hiền, rất là hiền, rất là chịu khó lắng nghe, cũng như là nói sao ta, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình đó, nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng, cũng muốn tạo một cái điểm nhấn gì đó với chương trình cũng như là bạn Quỳnh Như. Em có thể nhờ anh Quỳnh Linh nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ em có thể là anh Quỳnh Linh dùng thử bên kia. Nói nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á, là mệt mỏi đó. Dạ có có trời ơi, cái gì bình tĩnh đi. Thì tôi phải nói nè, nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô. Trời ơi, xinh quá vậy trời. Tôi nói một con bé này như vậy nó ngồi đây là tôi cảm thấy là tôi coi như kèo trên rồi đó. Rồi không... nha. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ăn ấy đi, ăn bánh đi nhà gái coi đưa, sao. Cô đưa à, chị đưa nè, cho Quỳnh Như nghe. Ăn thử thay đi. Mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Con cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Coi trời bên đàn trai làm sao. Bánh chuối bánh là cái món mà lắm. Tôi rất là thích luôn. Nè đó. Hồng Vân ăn thử miếng ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Bánh tôi nói nó ngon tôi vô tận luôn á. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi ông nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ông hỏi con gái ông ngon chưa? Từ từ để cho ngon. Để cho bé nó cảm nhận. Ông ăn trời miếng ơi, đi. Nhìn, ông ăn hả? Đi một miếng. Nhìn biết là ngon rồi. Trời ơi chưa thấy trên cuộc đời thì chưa thấy loại bánh nào ngon như bánh này chứ. Ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè. Để bên đây đi. Để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Yeah. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Yeah. Đau lòng. Thôi được rồi. Tới đây cũng được hưởng thụ một chút ha. À, rồi. Bây giờ nè. Phải nói là con dễ thương. Dạ con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Hả? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thực sự là nó hơi giống mà rất là xinh luôn ha. Cái này biết trang điểm chút xíu này kia ha. Rồi tút lên chút xíu ha. Nhưng số mà một. Vấn đề ở đây là nó quá giỏi bé này. Đúng rồi, 21 tuổi. Một tháng mà bây giờ gửi về cho cha mẹ cỡ 15-20 triệu thì Linh tưởng tượng đi. Ôi, quá giỏi. Chú cỡ dày mà mỗi tháng chú gửi gia đình chú con 1,5 triệu đó con. Khổ thiệt luôn á. Con gửi 15 triệu là giữ ngon rồi đó. Nè, mấy mối tình này. Dạ con cũng có một vài mối tình. Một vài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. Hai năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết, cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Dạ. À, thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, ba mối tình. Ba rồi ha? Bên dạ. Kia một dài, bên đây ba. Mới bên đó ta hơn là... một thập niên, yeah. Mà chuyện ba năm, thì ba năm hơn một chút. Ba năm hơn, yeah. Sao chia tay? Dạ vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau, nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi thấy thương không. Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương xinh xắn nha. Bây giờ mình đi với ai nào? Dạ em đi với Khoan nói nghe nè. Hả? Là đi hỏi gia đình luôn á hả? Ủa sao không nói cái tâm tư bên đàn gái tôi mong muốn một người con trai như thế nào chứ? Bên tôi có quyền mà, ta đẹp tôi có quyền rồi, chứ. Không muốn nói gì. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè. Hồi nãy con nói là chín chắn rồi. Dạ. Hồi nãy con nói là gọi là gì? Bản lĩnh rồi ha. Dạ. Nhưng bây giờ là cô muốn hỏi con là về cái ngoại hình. Con mong muốn cái người bạn trai của con như thế nào? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ thích, con cũng biết thích, nấu đúng ăn. Không? Phải thích. Trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1, tìm không có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không con? Dạ không, con không có mẫu hình lý tưởng.
Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị với lại đồng nghiệp của con. Đâu rồi? Chị đâu? Đồng nghiệp đó đâu rồi? Chị ruột á hả? Dạ không, con chỉ là làm chung với lại Huỳnh Như thôi. Dạ. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích, nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự á, thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình á, là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Con biết không, cái người đàn ông thực sự là cái người đàn ông mà không có yêu đàn ông á. Là thật sự đó. Dạ. Đó cho nên hôm nay là Huy có mặt ở đây rồi á, là con biết là Huy không yêu đàn ông đó. Nghe không? Rồi. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Trời ơi. Đều đặn vậy luôn á hả trời. Dạ. Xin chào anh cô Linh và chị Hồng Vân, chào em gái. Chào em. Tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Hẹn Hò. Thì hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là group và hành trình kết nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có. Cái này là cái mở tai nghe. Dạ. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Dạ. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái của Như ra đi. Dạ. Coi tặng gì nè. Như để đây nè, Như để đây nè coi. Yeah. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Đó cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. À vậy hả? Dạ. Tại sao con lại tặng một cái hộp không như thế này? Tại vì nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm từ con. À, tức từ một hộp trống mà sau này nó sẽ có nhiều đồ chứa vô đúng không? Dạ. Anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được. Đúng thôi. Rồi. Cái hộp nó nhỏ lắm con. Anh cũng định nói vậy đó. Hộp nó đừng bỏ gì hết. Nó nhỏ quá mà mình bỏ nhiều hộp xoàn vô thôi. Hộp xoàn đâu thôi. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Cái tai nghe màu tím đáng yêu vậy luôn ha. Con thích màu tím không Như? Dạ không. À không hả? Thôi đeo. Tưởng thích màu tím đeo lên thử mà tôi không thích thôi. Rồi các bạn về chỗ đi. Nào chúng ta trao đổi. Quay. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh.
nhưng mà thật sự là anh thật sự anh rất là nhát gái thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người, anh vẫn có thể anh nói được, nhưng mà tự nhiên những người đẹp tự nhiên anh thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân, nó cũng xa, nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác, anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào, nó tiến tới đâu. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50 của công việc và 50 của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Em đừng có bắt chước theo ai hết. Đừng có ai đem ai làm hình mẫu hết. Em cứ vẫn là tính cách của em. Cho anh là được. Rồi anh thì anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng anh sửa sao. em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó tội nghiệp anh. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Rồi em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không, để anh có gì anh sẽ cố gắng? Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Nếu em không nấu ăn, em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Đợi gì nữa ta? Rồi, Nguyễn Linh nói hẹn hò. Mình hỏi hò rối gì? Rối rồi. Bây giờ em với cô bạn gái dày, với cái công việc của bạn dày, rồi với những cái điều mà em vừa mới chia sẻ, vậy thì em có nghĩ là đến một lúc nào đó em sẽ rất là khó chịu vì cái ghen của mình không? Tức là ghen, mình sẽ phải ghen chứ. Ghen đúng không? Em chắc chắn là em sẽ không bao giờ em ghen. Tại vì cái suy nghĩ của em là nếu là của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Chứ nếu nó không là của mình rồi, mình cứ đi bám víu, mình cứ đi sâu xé với nhau thì vậy thì cũng không có được. Với lại là mỗi người đều có một cái công việc riêng của họ, cái đặc trưng riêng của họ, thì không thể nào mà mình lấy cái công việc của mình là mình áp đặt vô cái công việc của bạn gái để mà em ít tiếp khách lại, em phải đi về nhà hay là gì đó. Cá nhân em cũng tiếp khách rất là nhiều luôn, nữ cũng có, nên em hiểu được cái vấn đề đó, nên cái vấn đề đó thì hai chúng ta phải xua với nhau ngay từ đầu. Dạ đúng rồi, không, em nghĩ chung thủy chỉ là một sự tự giác của bản thân mình. Đúng rồi. Với lại cũng phải tôn trọng, phải hiểu nhau nữa chứ không phải là cứ nghĩ là đi sớm dậy khuya là ABCD biết gì. Quan trọng là em ấy còn nhỏ. Em hỏi khoảng chừng nào em có thể cho anh bước tới được nếu mình tìm hiểu được. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi, em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Dạ. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm, nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì,
nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Dạ. À, tầm một năm là vừa. Dạ. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi, nhưng mà anh cũng rất là mong là phải tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Yeah. À, em có hiểu quỹ hồng qua không? Dạ hiểu. À ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho anh ta hiểu, tôi không hiểu quỹ hồng là cái gì đó. À, quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng, mọi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là ở cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đấy luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải những cái gì hết. Cái xoay sở đó. Đúng rồi, dạ. Cái đó là quỹ hồng. Thì nãy anh tưởng quỹ hồng để dùng mua hồng không chứ. Rồi bây giờ thế này. À, hai đứa đến với nhau nắm tay nhau để truyền cảm xúc cho nhau, mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Nào. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó, xong mình nói tặng lấy lòng của mình những suy nghĩ về đối phương. À. Hát là cái sở đoản của em anh Linh ơi. Thì hai đứa nắm tay nhau đi để mình truyền cảm xúc với nhau, mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nắm tay. Đó, nhìn thẳng vào nhau đi. Thôi, hát bài tặng cho bạn trai thử coi. Hôm nay con viêm họng. À viêm họng. Vậy rồi. Vậy em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Nhưng mà cầm điện thoại hát nó mất cảm xúc hết trơn à. Kể nó hát một đoạn thôi cũng được. Đoạn đi, đúng rồi. Một đoạn thôi cũng được, em không cần nguyên bài. Hát bằng cả trái tim, bằng cả cõi lòng của mình nha. À, anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lành, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu, không là em thì ai, để anh đưa em về, là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là, hey, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với đi. Nhìn với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Hứa một điều gì đó để bạn gái có thể yên tâm, có thể bấm nút đó. Một lời chân thành từ trái tim của mình, không cần qua Mỹ đâu, nghĩ sao nói vậy. Anh chỉ biết mười mấy năm rồi, ế quá trời quá đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi, trở về ghế ngồi, xong. Còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Dạ. À, con thấy cái nút chưa? Đến với hai chiếc ghế đó, các bạn đã có cái duyên cùng kết nối với nhau rồi. Bây giờ cái phần, cái nợ có hay không là do các bạn. Nếu chúng ta cảm nhận nó sẽ có, nó có thể gần với mình, thì hãy bấm vào cái nút đó để tạo cơ hội cho hai đứa. Còn nếu không, không cần bấm. Và bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bấm nút, nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Bây giờ nóng trong người. À. Thấy cái tim mình nó sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Rồi, bây giờ là trên sóng truyền hình, ba mẹ bạn gái đang xem truyền hình, mình hãy nói với hai bác điều gì và xin phép hai bác cho mình hẹn hò với con gái của hai bác để cho hai bác yên tâm. Dạ con chào hai bác. Con rất là hạnh phúc khi được bấm nút với lại bạn gái em Như. Em Như, dạ. Con xin hứa với bác là con sẽ cố gắng hết mình đem lại hạnh phúc cho Như.
Rồi giờ để Như nói một câu nè, Như nói một câu thật là để chứng tỏ cho ba mẹ mình cũng giống như là ba mẹ của bạn ấy, sự chín chắn trưởng thành của mình, mặc dù là con mới có 21 tuổi thôi. Con nói về cái cảm xúc ngày hôm nay của con sau khi con bấm nút đó. Thì con run quá. Có điện mới run á Linh. Thường bình thường là có cái gì đó xuyến xoắn rồi là run dữ lắm. Đó. Bình tĩnh nói coi nè. Con nghĩ là con đã đủ lớn để hiểu mình cần cái gì, và đủ lớn để quyết định cho cuộc đời của mình ở về sau. Về sau. Dạ. Từ đây về sau. Dạ. Rồi. Vậy thì bây giờ bạn trai làm một cái thủ tục của chương trình là hôn vào đôi má của bạn gái. Một chiếc má chứ lộn, đôi má là tới hai cái nữa. Một bên má của bạn gái. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh, cá tính đó nha. Phải nói là ngày hôm nay là một ngày mà sẽ là dấu ấn của hai đứa. Cố gắng chăm sóc, yêu thương, nhường nhịn để tạo nên cái mối tình đẹp. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ trao phận cho nhau. Ha? Dạ. Chúc hai em sớm tìm được hạnh phúc chứ. Dạ. Cảm ơn chú.